Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ nướng món trứng gà. Đây, trứng gà đã có đây. Phải đào sẵn một cái lỗ, bỏ trứng gà xuống. Đây là trứng gà, còn đây là đống than. Giờ này mình sẽ chuông nó. Lấp sơ sơ đất lại cho nó ẩm, nó khỏi phải đổ trứng nữa. Nóng quá. Hôm nay sẽ review món trứng gà nướng. Sẽ đợi nó chín thôi. Buổi tối nhìn đống lửa thật là đẹp. Giờ này mình nướng gà đúng hợp á, phong cảnh luôn á hả? Ừ, giờ nướng gà gió bay bay này, hiu hiu này làm xị thôi, dễ ngủ. Hả? Bữa mình có làm một video nướng gà nhưng mà không thành, bây giờ mình sẽ làm lại. Đó. Trong khi nướng cái này chắc phải đợi nửa tiếng hay một tiếng thì nó sẽ chín. Rồi, mọi người đợi trong giây lát nha. Mình sẽ cào sơ ra thí nghiệm của món trứng có thử được chưa? Mời ra thử. Sợ nó nổ không? Nó nổ là không thành. Coi như nổ là coi như công cốc nãy giờ. Thật sự là quá nóng luôn mọi người. Đó, cứ chờ ra thử coi thử. Nóng quá, nóng quá. Do đường giống trứng khủng nữa, đúng mà anh em đang nhậu ngon. Đây, cái trứng này chắc thành căng được rồi. Đây, cái trứng này. Đó, thấy không? Đất lấp mà đen đen đó. Chắc căng được rồi. Rồi, mình sẽ cào lại, đợi xong tí nữa. Sẽ được rồi.
và đốt lửa, bỏ lửa lên. Ui, khó ạ. Rồi bắt đầu sẽ mình cào thang ra, chắc món chân này được rồi. Sau đây xin mời các bạn xin ngưỡng món chân nướng. Rồi bắt đầu mình sẽ cào ra, cào ra đi coi. Không biết đẹp mấy cái rồi. Không cần. Đó gió nhẹ nhẹ thôi. Đó. Được mà. Rồi tắt rồi rồi. Một em. Sao không mày mặt? Cạn lắm, mấy cái này chuông cạn lắm. Anh sao coi.